nhá. Hôm nay là đúng mùng 10 nhỉ? Vâng, mùng 10 tháng 5. Mùa hè thật sự rồi. Miền Bắc đi vào mùa hè thật sự rồi. Nắng kinh khủng khiếp vào hốt. Nắng quá không bấm huyệt được. Đành phải chuyển ra bốc thuốc đây. Hai thầy trò bốc xong 100 thang thuốc. Xong 70 thang rồi, 30 cái thang chưa phát bị dây đệm để bốc sau. Và bây giờ bốc cho cái anh ở văn quán Hà Đông. Tí nữa anh đi đến anh đấy. Anh bị phát bị dây đệm. Trời Hà Nội đang rất nóng, chắc là đạt khoảng 38-39 độ thì đấy, oi kinh khủng khiếp. Năm nay là một năm khí hậu rất bất thường, vào một Tết thì mưa đá mưa to trên cả nước, mưa rất kinh khủng, sau đó là đến dịch Covid. Năm nay dự báo thời tiết là nắng rất nhiều, có những cái đợt nắng rất lớn và kéo dài, nên người dân đều phải có tinh thần chuẩn bị. Không làm được uống rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Không độc hại, là thuốc nam là thuốc trên trên Việt Nam mình, không phụ thuộc vào nguồn gốc của nhập khẩu, cho nên là mình có thể là đảm bảo về chất lượng của nó. Rồi các thuốc bắc cũng kiểu phải lấy đúng nơi đúng nguồn gốc chuẩn, còn không lấy ba đi thiên hàng thì trôi nổi trên thị trường thì rất là nặng nhằn. Đấy, nóng quá, bệnh nhân chạy đi múc nước để đổ vào quạt điều hòa, đổ vào quạt thì hơi nước để cho nó mát. Thank you.
Anh thì chuyên cắt công nam, công cắt công bắc, cắt là số bệnh phổ thông là đau xương khớp, cắt là sỏi, cắt thuốc là sỏi rất hay, nó có sỏi thận, sỏi mật, sỏi gan, sỏi bàng quang. Thì trong các cái sỏi đấy, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang là dễ cắt nhất. Còn đến là sỏi thận, còn sỏi mật với sỏi gan thì khó hơn, khó ra hơn. Đấy là về cái sỏi. Còn hai nữa là đặc biệt về cái bản thể gan thì mình được từ một ngày vài trước để bản thể gan rất tốt, các thành một rất nhiều hiệu quả, bản thể gan nhân đạt cao, sơ gan này tăng là tốt, là tăng là u sơ, đó u sơ tử cung, u sơ vú, u sơ tuyến giáp, các mấy cái đấy thì nói chung là cắt được. Bốn là tiêu, cái quả này uống 40 lít nước một lần đấy, chứ không phải đùa, đó là uống rất nhiều nước đấy. Cái quả này thích hơn là đỡ kia, phải đóng kín suốt ngày. Cái điều hòa đóng kín suốt ngày, cụ già là sợ lắm. Cụ già phải ngồi quạt điều hòa, thích hơn điều hòa, để là quạt hơi nước này nó dễ chịu, như các cụ già làm điều hòa là ho, không chịu được. Em chào anh dạo này có khỏe không? Chúc anh luôn mạnh khỏe để giúp đỡ người bệnh. Cảm ơn Hoàng Hải Như nhé. Hôm nay em có chạy xe không Hoàng Hải Như? Hoàng Hồng Anh, con cho thầy chào Hoàng Hồng Anh nhé. Chào Nguyễn Hằng. Rồi, chào mọi người.